Xin thân mến kính chào tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng truy cập và theo dõi kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, quý vị và các bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo ngay phía bên cạnh để có thể cập nhật đầy đủ và chính xác nhất những video clip mà Phụ Kiện Audio đăng lên mỗi ngày. Các bác và anh em thân mến, clip gần đây nhất thì em vừa quay lên giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em mẫu phân tần ZT08, mẫu phân tần loa full đôi, một hai bát một chép, có thể chơi hai bát hai chép. Và tiếp tục ngày hôm nay cũng là một model sản phẩm, một mẫu mạch phân tần cao cấp của hãng ZT với mã sản phẩm là ZT09. ZT09 thì cũng giống như là ZT08, cũng là dòng phân tần hai bát một chép, V1 là bát 1 này, V2 là bát 2 và T là chép như này, cũng là một cái dòng phân tần full đôi hai bát một chép. Trên mẫu bo mạch phân tần này cũng có rất nhiều những cái linh kiện cao cấp đẳng cấp. Ngay bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết vào những cái dòng mạch phân tần này để giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em. Và cuối video thì em sẽ test sản phẩm cũng như là báo giá để cho các bác và anh em chúng ta tham khảo. Đầu tiên là về model sản phẩm ZT09 này. Kích thước của sản phẩm này 190mm nhân với 135mm. Nghĩa là cái bề ngang này nó dài, chiều dài ở đây là 19 phân này, chiều cao đây là 13,5 phân. Các bác và anh em nhé, đấy là cái kích thước cái mạch phân tần này. Và cầm trên tay thì phải nói là những cái linh kiện này nó rất là nặng, cầm rất là đầm tay trên một cái bảng mạch phân tần này, ZT09. Và tiếp theo chúng ta sẽ có 1, 2 và 3 cuộn cảm. 3 cuộn cảm rất là to và lớn như này. Cuộn cảm thì cũng giống như ZT08, đều là cuộn cảm của Bosu. Cuộn cảm của Bosu họ có những cái phần bọc nhựa này bảo vệ cái lõi sắt từ bên trong. Cuộn cảm thì sợi đồng phải nói là rất là dày, quấn rất là nhiều vòng khít như này. Các bạn nhìn này, 3 cuộn cảm đều quấn rất là nhiều. Một con, hai con cuộn cảm cho loa bát là sẽ là cuộn cảm to này, một cảm quản cho con loa chép là cuộn cảm nhỏ này. Và trên này chúng ta cũng phải có 3 con tụ với 3 thông số khác nhau, toàn bộ thì đều là tụ bạc của Bosu. Đó, Bosu MKP. Một con tụ 6.8 microfarad 400V này, một con tụ 4.7 microfarad 400V này, và tiếp theo là một con tụ 3.3 microfarad 400V. Trên này thì các bác và anh em chúng ta sẽ có thêm một con trở xứ 20W 4 ôm nha các bác nhé, 20W 4 ôm. Nói về độ chất lượng thì tất nhiên là ZT09 không bằng ZT08 rồi, nó đều là hai cái mẫu mạch phân tần full đôi hai bát một chép, nhưng mà về ZT09 thì nó sẽ sử dụng cho những cái dòng loa công suất nó kém hơn một chút. Đấy, cũng là dòng dành cho những cái dòng loa công suất lớn, nhưng mà công suất nó sẽ không đạt được cực đại như là ZT08, ZT09. Trên mạch phân tần này thì các bác và anh em chúng ta có thể chơi thoải mái từ loa gia đình, loa hội trường, loa sân khấu đều có thể chơi được các bác và anh em nhé. Loa sân khấu, loa hội trường từ bát 30, 40, 50 vẫn tải thoải mái đấy, trên mẫu bo mạch phân tần này. Và đặc biệt trên tất cả những cái mẫu phân tần của ZT thì họ đều trang bị những cái mạch chống cháy cho loa chép. Đó là một cái điểm nhấn rất là lớn ở trên những cái bo mạch phân tần của ZT. Một cái tích hợp, một cái thiết kế vào thêm một cái mạch, bảng mạch chống cháy này rất là hay này. Một cái bảng mạch chống cháy sẽ gồm hai con trở nhôm 25W 20 ohm như này. Các cầu loa ở đây là đường in này, sẽ đường nguồn vào này. V1 là bát 1 này, toàn bộ là cầu nhún các bạn nhé, không cần phải hàn dây. V2 là bát 2 và T là chép. Các bác và anh em hoàn toàn chúng ta để chơi theo cấu hình là hai bát và hai chép. Hai chép thì các bác và anh em chúng ta sẽ đấu chung vào đường T này. Ở đây thì em cũng có chuẩn bị một cái cấu hình, thứ nhất là một cặp loa bát để đánh trên một chiếc phân tần và một cặp loa chép cũng sẽ đấu chung vào. Đầu cặp loa chép thì em sẽ đấu chung vào phần T như này. Đấy, sẽ xoắn hai dây này vào một này. Sau đó em sẽ đấu trực tiếp vào cái phần T của loa chép. Đấy, đấu như này. T của loa chép. Rồi, còn hai đường bát thì em sẽ đấu vào đường bát 1 và bát 2. Bát 1, bát 2 rồi. Bây giờ em sẽ câu một cái đường dây trực tiếp từ âm ly vào thẳng cái mạch phân tần này. Cái dây này là đấu thẳng trực tiếp vào âm ly này, sẽ đấu thẳng trực tiếp vào phần đường nguồn, đường lấy nguồn, đường in của cái mạch phân tần. Sau đó em sẽ test nhạc để các bác và anh em chúng ta nghe thử nhé. Và em đã kết nối toàn bộ những cái này thì bây giờ em sẽ bật nhạc để cho các bác và anh em chúng ta cùng thẩm âm nhé, xem là cái độ chất lượng, cái độ chia giải âm của cái mạch phân tần này nó có chuẩn xác không. Và thì bát đánh phải nói là cực kỳ uy lực, chia giải bát cực kỳ chuẩn, chép thể hiện rõ ràng. Tóm chút lên.
xong thì em vừa thực hiện một cái bảng test trên trước mạch phân tần ZT09, một mẫu mạch phân tần loa cao cấp chất lượng, mẫu phân tần loa full đôi, một bát một chép, có thể chơi hai bát và hai chép ZT09 các bác và em nhé. Một bộ mạch phân tần này sẽ có mức giá là 1.450.000 đồng các bạn nhé. 1.450.000 đồng là sẽ gồm hai bảng mạch phân tần này, một và hai, và em sẽ tặng kèm các bác và anh em thêm một ít dây để các bác và anh em đi trong thùng nữa, một ít dây chờ, dây đi trong thùng của chuẩn, dây hàng bãi Nhật để cho các bác và anh em chúng ta chơi. Và mọi thông tin chi tiết và tư vấn thêm về những mẫu bo mạch phân tần này, các bác và anh em có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình 0835318889. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác và anh em trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.